phòng thực tế ảo AR VR đang phục vụ sinh viên vừa được khánh thành tại thành phố Hồ Chí Minh. Khác xa với các bài giảng truyền thống, những bài giảng thực hiện trong phòng thực tế ảo này cho phép sinh viên tương tác, tiếp xúc và quan sát ở nhiều góc cạnh các mô hình thực tế ảo. Công nghệ AR VR này vừa mang lại hiệu quả giảng dạy cao, vừa tiết kiệm nguồn lực, đồng thời tiệm cận với thực tế nghề nghiệp tương lai của sinh viên. Tại phòng thực tế ảo này, sinh viên có thể tiếp cận 3 ứng dụng phân cấp khác nhau. AR là cho phép quan sát thế giới thật qua thiết bị điện tử. VR là công nghệ cho phép cảm nhận không gian mô phỏng bằng kính 3D. Còn MR là công nghệ thực tế hỗn hợp tăng cường, kết hợp giữa AR và VR, cho phép người học thực hành trên môi trường số hóa 3D y như thật, thậm chí còn vượt xa hơn thực tế trên nhiều lĩnh vực như nhiệt, cơ điện tử, chế tạo máy, thiết kế, y học và cả kiến trúc, xây dựng. Rất nhiều cái ngành đào tạo mà hiện nay là chúng ta thấy rằng công nghệ nó thay đổi được gần hết, thì bây giờ cái thực tế ảo nó cho phép mình làm như vậy mà không phải đi đâu cả. Phòng thực tế ảo do Trường Đại học Văn Lang và Tập đoàn Autodesk của Mỹ, tập đoàn hàng đầu thế giới về phần mềm kiến trúc, kỹ thuật, xây dựng, sản xuất, phối hợp thực hiện. Đây là sự kiện quan trọng và là khởi đầu cho việc triển khai định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực đào tạo bậc đại học và sau đại học ở Việt Nam.